Rồi, chào mừng mọi người đã trở lại với chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và đương nhiên đây là team mà mọi người có vẻ là trông chờ nhất, đó chính là team Full Hề Bọ. Và đúng vào cái format này thì tụi này mới có thể được tỏa sáng. Và tôi cũng đã build một cái team Full Hề Bọ mà tôi nghĩ là tôi khá là hài lòng. Hy vọng là đánh thực chiến nó sẽ ok một chút. Trong đây thì nói về đối thủ thì đối thủ đang có một con Salamence song hệ là rồng bay, thì sẽ là khắc tinh khá là cứng đối với team Full Hệ Bọ này. Tôi không biết là con Gyarados bên kia nó cũng có theo hệ nước và bay, thì nó có chiêu hệ người ta có mang theo cho nó chiêu hệ bay nào hay không. Tôi không nhớ, có thể là họ sẽ Terra Blast sẽ ra hệ bay cho nó rồi sử dụng Terra Blast chẳng hạn. Nhưng mà đó cũng nó cũng sẽ là một đối thủ khá đáng gờm, vì cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ để dành Volcarona phía sau, tại vì hai con đó đều có khả năng sẽ là Intimidate và sẽ khá là ảnh hưởng đối với team của chúng ta, bởi vì các bạn thấy đó, tôi có tới 3 con tấn công vật lý lận. Và tôi cũng sẽ sử dụng con Vivillon này. Đúng rồi, video về Pokemon bỏ vùng miền mới ra hôm qua cũng có Vivillon, và hôm nay tôi cũng sẽ sử dụng Vivillon để chứng thực về sức mạnh của nó. Nói cho hay vậy chứ hy vọng đánh hợp lý. Rồi, đối thủ đang cho ra Salamence và cùng với lại Gyarados luôn. Đáng sợ không? Rất đáng sợ à. Giờ con Heracross chúng ta bị giảm 2 bậc tấn công vật lý rồi. Tôi sẽ ru ngủ. Tôi không biết là con Vivillon có tốc độ cao hơn con Salamence hay không. Tôi đầu tư hết hẳn về mảng tốc độ cho con Vivillon để nó là đứa ru ngủ tốt nhất. Đứa ru ngủ nhanh nhất. Tôi không biết là con Salamence có chiêu hệ bay nào. Mình nhanh hơn Salamence nha. Tuyệt. Đi ngủ đi mấy má. Rồi, nếu mà bây giờ tôi con Vivillon này mà nhanh hơn Salamence rồi thì nó cũng sẽ nhanh hơn con Gyarados đúng không? Và Gyarados đã nhắm vào Heracross. Ok, chúng ta đã kích hoạt được trạng thái bỏng. Heracross của tôi thì có đặc tính là Guts, sẽ tăng 50% sát thương nếu mà bị dính trạng thái xấu. 50% công vật lý chứ. Nếu bị dính trạng thái xấu. Tôi bây giờ hiện tại là tôi sẽ ru ngủ con Gyarados. Còn Heracross thì tôi đang nó bị giảm 2 bậc tấn công vật lý rồi, thì chắc một hit không thể nào mà xử được con Salamence đâu. Nhưng mà mình cũng nên thử. Chứ nếu bây giờ mà tôi đổi con Volcarona ra thì rất dễ bị con Gyarados xử. Rất dễ bị chết. Yay. Vì Vivillon có đặc tính Compound Eye cho nên nó tăng 30% tỷ lệ đánh trúng của chiêu của các chiêu thức. Con rồng cá chép có mang theo quả lum. Quả này chữa khỏi tất cả các trạng thái xấu. Oh my god. Ui, còn có một miếng máu. Nó mà không... Ê, sống giùm. Rồi, ok. Chúng ta còn sống nhưng mà ok, lượt sau tôi nghĩ tôi cũng sẽ ru ngủ được con Gyarados thôi. Đúng rồi, mình nhanh nhất mà. Đúng không? Vivillon đang nhanh nhất. Đúng vậy. Rồi, tôi xử con Salamence trước. Con này nó tỉnh đợt sau là mình cũng phiền phức lắm. Rồi, mày đừng tỉnh nha Salamence. Đúng vậy, đừng tỉnh cưng à. Ok, chúng xử được con Salamence. Mặc dù bị giảm 2 bậc công vật lý nhưng mà dù sao thì nhờ vào đặc tính thì mình cũng gây ra được lượng sát thương khá khá chứ. Con Heracross này tiếc là giờ con nếu mà đánh không phải full hệ bọ thì con Ursaluna hiện giờ là xài đặc tính Guts tốt nhất, vì dù sao nó cũng cứng hơn Heracross. Tiếc ha, Heracross tấn công cũng mạnh quá trời luôn. Rồi bây giờ thêm một con nữa, Sylveon đương nhiên là tốc độ chậm hơn mình cho nên mình sẽ ru ngủ nó luôn. Tuyệt. Vivillon hỗ trợ đỉnh thiệt. Tôi cũng sẽ dần dần tôi hạ luôn con Gyarados này quá.
Ok. Ngủ đi cưng. Ngủ tiếp đi. Rồi. Chắc là cũng được hơn nửa cây máu chứ nhỉ. Ồ, hơn nửa cây máu, ok nha. Nó vẫn còn ngủ mà tôi nghi được này nó thức quá ta. Được lực sao nó thức á. Ngủ thì kéo dài từ 2. Ủa nó có sleep talk á. Ôi sao cái đội hình này nó nhiều cái random. Tôi không nghĩ là nó sẽ mang theo vậy ta. Sao nó... Ôi sao con Sylveon này nó có sleep talk luôn á hả. Rồi ok ok. Ok Volcarona. Nếu mà Sylveon đã xài sleep talk, dùng Hyper Voice chiêu hệ tiên thì tôi sẽ cho Volcarona ra để giảm sát thương chiêu hệ tiên xuống. Còn lại thì tôi sẽ Quiver Dance, múa một vũ điệu một lần đó nè. Còn Vivillon sẽ chơi cuồng phong vô con Gyarados. Tôi nghĩ là chiêu cuồng phong sẽ cấu hết máu con Gyarados chứ nha. Terra hệ lửa, ok, Terra hệ lửa. Lên nào. Trời ơi, còn có một miếng máu. Ủa? À, tôi quên, tôi chưa đầu tư mảng EV cho con Vivillon. Đúng không? Ừ, tôi mới đầu tư mảng tốc độ mà tôi chưa đầu tư mảng tấn công đặc biệt. Hèn chi. Ông nậu ơi. Sao tôi quên vụ đó ta? Ui. Ê, nó bị confused. Và nó đã tự tấn công bản thân mình. Tuyệt vời. Sao hên vậy? Ui, hên quá. Flip talk một lần nữa. Thôi Vivillon... Thôi Vivillon về bóng được rồi đó. Cảm ơn rất nhiều. Tuyệt vời. Không, nhưng mà nếu con Gyarados nó không bị confused, tự đánh chính mình á, thì nếu mà nó đánh vào Volcarona của tôi á, thì nó cũng sẽ bị hạ bởi vật phẩm Rocky Helmet. Yeah, nhưng mà tôi nghĩ là chắc con Volcarona của tôi lúc đó cũng đi luôn quá. Rồi bây giờ là nói chung là mình cũng hên đi. Sao... Nhưng mà nếu tôi đã đầu tư vào khả năng tấn công đặc biệt cho Vivillon thì chắc như đó cũng đủ xử con Gyarados. Sao lại quên được đó ta? Tiếp tục quiz Enchantis. Ui, Gengar còn sống một miếng. Dám chọc giận ông nội mày hả? Ừ, đương nhiên mình mới múa vũ điệu mà sao mà mình bị Shadow Ball đánh được. Sleep Talk, không sao, cả hai Pokemon của mình đều theo hướng thủ đặc biệt hết mà, sợ gì. Rồi giờ là liquidation nè, xử con Vivillon cái ủ lột Sylveon. Yeah, đi luôn. Ừ, Sylveon thì công thủ đặc biệt, ủa thủ vật lý của nó không có tốt. Yeah, cái lộn công thủ đặc biệt hoài. Vô nè, giờ còn Gengar thôi mình thì đương nhiên là mình sẽ thắng rồi. Bảo vệ con Volcarona đi. Mày coi, tính ra MVP trận này của tôi là con Vivillon đó nhỉ. Đỉnh chưa? Quá đỉnh, Vivillon quá đỉnh. Ai nói hệ bỏ không làm được nào. Mà nói chứ để mà xây được cái team này thì tôi cũng ăn đóng hành trên showdown rồi. Và trận thứ hai với Whimsicott, Acheludon, Dragonite và Gallade. Ok, con Gallade thì tôi không biết họ sẽ mang theo chiêu gì, nhưng mà con Gallade thì chắc thương nó hơi bị đỉnh quá cao. Acheludon thì là một con mà tôi luôn đánh thua. Trong cái team này tôi luôn đánh thua. Tôi hy vọng là tôi sẽ làm được. Không biết bên kia sẽ cho ra con gì thôi. Vô nào. À, đội hình hệ bọ này thì tôi đã sử dụng trời mưa là loại thời tiết chính, vì nó sẽ hạ sát thương của mấy chiêu hệ lửa và tăng thêm sát thương của con Araquanid. Đấy,
tính là vậy. Nhưng mà tùy trường hợp, nếu mà thấy con Acherudon thì tôi sẽ không bao giờ mang theo con Vobis để gọi trời mưa. Vì tự nhiên gọi ra cho nó đánh nát tim mình hay sao. Cho nên là tôi sẽ thay thêm một con hỗ trợ là con Vivillon, tính là vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ lên một cái video nói về quá trình tôi build trên mẹ bò này. Tôi đang tính ấp ủ là như vậy. Rồi mình đã chơi ra rồi. Ok, chơi ra hệ ma. Nó sợ mình làm cái gì nó chứ. Tôi tưởng chơi ra hệ cỏ thì còn sợ. À, sợ beat up. Oh, justify á, nó không phải sharpness hả? Oh my god. Oh my god. Ok, nó sợ beat up cùng với lại quickness policy. Trời ơi, con này điên rồi. Ê, mình không ru ngủ. Mình không ru ngủ được con Glay là mình chết á, thiệt á. Nếu mình không ru ngủ được con Glay là mình đi luôn á. Tại vì thật ra compound ai tuy là tăng 30% nhưng mà nhân dồn lên 75% của sleep powder chỉ có 97.3% là chính xác thôi, còn 3% trượt nha. Còn có 3% để trượt và tôi đã từng trượt rồi. Cho nên là tôi khá là sợ. Ông nậu ơi. Nó trượt thì thâu luôn. Vì tôi đã đầu tư thêm chỉ số tấn công đặc biệt cho Vivillon rồi. Đấy. Cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ dồn sức để coi chiêu Hurricane có thể lấy được bao nhiêu máu của con Glay. Trận đầu tiên là tôi quên đầu tư chỉ số tấn công đặc biệt cho Vivillon. Trận này thì ok, nó encore rồi. Mình xứng đáng bị encore nha, mình đã encore cái đống đối thủ rồi. Vô. Nát quá trời nát. Ui, cũng được. Yeah, lượt sau thì mình cứ Hurricane một lần nữa. Rồi sau đó tôi sẽ protect. Đương nhiên tôi sẽ protect cho Cleaver của tôi. Cleaver sát thương cũng khá là ghê. Tôi không biết là tôi có đủ trình độ để tôi thể hiện được em nó cho mấy bạn coi hay không. Nhưng mà con Cleaver sát thương khá là ghê. Ờ, nó tỉnh rồi. Rock Slide á. Không sao, Vivillon, có Focus Sash. Yeah. Đủ sức tiễn con Glay về. Mày thấy chưa? Ây. Pokemon hỗ trợ mà tiễn Pokemon Sweeper về luôn. Đỉnh. Mày thấy hỗ trợ bên tao chưa? Rồi. Ok, Zangoose. Có Toxic Boost. Nó có Toxic Boost. Còn lại tôi không biết bộ chiêu thức nó là gì hết. Con này lạ quá. Check Grow. Tôi nghĩ tôi sẽ rút con Vivillon về để phòng trường hợp tôi cần ru ngủ con Zangoose. Nhưng mà bên đó Tailwind rồi. Hơi sợ nha. Mình không có cơ hội để mình xử con Whiscott. Nếu mình xử con Whiscott thì chắc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà con Whiscott này chắc có Focus Sash. Hơi đáng lo ngại nha. Ok, nó xài to người ta cũng không sợ. Belly Drum. Oh my god, chết rồi. Ê, sao nó liều vậy ta? Nó không sợ. Ờ đúng rồi, nó cũng... Ê, nó không sợ con... Nó không sợ luôn. Nó cứ Belly Drum vậy luôn á hả? Nó không nghĩ... Ý là nó biết trước là mình sẽ rút cả hai con về hả? Sao mà dám Belly Drum trước mặt mình vậy trời? Trời đất ơi, nó cũng hên đó, nó hay thiệt á. Nó hên á, bây giờ là mình đang trong thế bí rồi nè. Chà, bây giờ tốc độ bên kia đang cao nhất. Xong rồi, khả năng tấn công vật lý của nó đang maximum luôn. Đang rất cao luôn á. Giờ sao đây? Không biết bên nó xài chiêu gì bên con nào. Không biết bên nó xài chiêu gì luôn. Rock Slide. Oh my god.
Ủa, fucking hell Nat, lỗ đầu tôi rồi. Nhưng mà hên quá, Heracross hy sinh nhưng mà Volcarona né được. Hên quá. Hãy xem đây, tôi hy vọng là mình không trượt. Yeah. Ê, Whiskot bên kia không có mang Focus Sash. Chắc nó mang Cover Cloak. Oh, tuyệt vời. Amazing, good job em. Ê, mình cũng hên nhờ. Mình hên á. Ý là mình con Volcarona né được. Tôi không nghĩ là nó mang theo Rock Slide luôn á. Thì cũng đúng đi, chiêu hệ đá bao phủ rộng mà sống mang Rock Slide cho được. Nhưng mà tôi không nghĩ là ít chơi, ít gặp con Zangoose, cho nên là mình không nghĩ là con Zangoose nó mang Rock Slide. Hên quá. Rồi, ok, trận đấu kết thúc. Qua trận thứ 3 nè. Trận thứ 3 thì tôi nghĩ là tôi sẽ... Tôi không biết bên... Tôi nghĩ bên kia sẽ cho con Torkoal tôi được gặp hơi nhiều. Nếu mà trên lý thuyết, nếu mà trên nhìn cái team của tôi thì tôi nghĩ bọn họ sẽ mang theo con Torkoal để dùng Eruption và Trời Nắng, cùng với lại Lilligan để mà hỗ trợ về chiêu After You để giúp con Torkoal đi nhanh nhất. Mà tôi hy vọng là vậy thôi. Ủa, nhưng mà tại sao xài con Lilligan này ta? Sao không xài con Lilligan vùng Hisui thì nó nhanh hơn chứ ta? Cái gì? Indeedee chứ không phải là Hatterene hả? Oh my god, đoán trật rồi. Chết rồi, tôi đoán trượt rồi. Cả hai con này đều sẽ sử dụng Trick Room mà. Chắc Araquanid của tôi vẫn xài được trong Trick Room mà. Dẫu nhưng mà hình như Araquanid vẫn không có chậm bằng con Hatterene thì phải. Đoán trượt rồi bay ơi. Bên đó không xài Trời Nắng rồi. À, rất có thể họ mang con Torkoal Trời Nắng ở phía sau chẳng hạn. Ủa, vậy đứa nào sẽ up Trick Room? Ồ, con Hatterene sẽ up Trick Room á. Thua rồi. Chết rồi. Đoán trượt rồi. Xong. Ây da, trận này đau nha. Trận này đau à. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho con Vivillon ra để ru ngủ. Trời ơi, Spanning Force. Uya đâu mày? Rồi, Hatterene mà trong Trick Room rồi xài Expanding Force nữa, tôi không biết là có con nào chịu nổi con Hatterene này luôn á. Ngon quá, ngon lắm, không biết được ăn một trời bữa, chất lượng đi luôn á. Cũng một nửa sát thương của Araquanid, nhưng mà tôi nghĩ lượt sau tôi nghĩ sẽ Miracle. Tôi cứ Miracle lượt sau đi. Giữ con Vivillon lại, xong tôi sẽ Miracle lượt sau để gấp đôi sát thương mà con Hatterene phải nhận. Ây da. Trở về đi, Vivillon. Vô biết tôi không biết Vô biết sẽ làm được gì trong cái này luôn. Chết rồi. Thì mình... Ủa, nó Terra. Ê, đừng có Terra. Ok, nó nhất quyết. Rồi, xong. Xong rồi. Nó Terra rồi, nó chơi Expanding Force thì con Rockinix chịu không nổi đâu. Thấy mẹ rồi mấy em ơi. Phải chi tôi phán đoán được. Trước khi nó xài Expanding Force, tôi phán đoán được là nó xài Expanding Force thì tôi sẽ Miracle kịp. Nếu mà tôi Miracle kịp lượt đầu thì chắc con Hatterene cũng đi rồi. Tiếc nhỉ.
cái này là mình bị phá chiến thuật luôn rồi, bị phá nát chiến thuật luôn rồi, giờ không còn cách nào khác hết trơn á. Tôi nghĩ là tôi sẽ ru ngủ. Tôi Terra cho con Vivillon thành hệ bóng tối, sau đó tôi ru ngủ. Thì coi giải quyết được không? Còn con Heracross thì để kích hoạt trang bị Flame Up đã. Ui da, chết rồi. Đang tính lập cú hat trick mà gặp cái team này thì chắc là thua đợt này rồi. Cố gắng hết sức coi. Ok, mình nói Spending Force một lần nữa nè. Chính xác. Bây giờ mình sẽ ru ngủ nè, chắc ru ngủ thành công nhỉ. Ru ngủ thành công đây. Gì vậy, bị trượt hả? À, ui, sao tôi won ta? Tôi won nó có Magic Bounce. Oh my god. Oh my god, nó có Magic Bounce. Rồi, người ta gọi đây là khấm lọ. Vì mình bị triệt. Bị triệt tất cả mọi đường luôn á mọi người. Cái này là mình bị triệt. Triệt hết tất cả mọi đường luôn, không có đường nào ngóc đầu được luôn á. Bên mình vẫn còn hai con, bên mình vẫn còn đầy con. Còn mình là chết hết. Tuyệt vời. Tuyệt. Phán đoán sai một cái thì thôi luôn. Còn đó, không còn gì luôn. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Oh my god. Oh my god. Giờ tôi chỉ có thể ngồi để con Vivillon chết từ từ vậy thôi á. Ok, hết trick room rồi. Giờ mới hết trick room làm gì nữa. Bởi tôi nói không có ai sống sót nổi sau một lượt trick, sau 5 lượt trick room hết. Vô luôn. Hai con đều có trick room hết. Ok. Helping hand, ok luôn. Thắng quá hợp lý luôn. Tôi cũng không nghĩ là họ sẽ đem con hai con Pokemon hệ siêu linh ra đấu với một cái team hệ bọ ha. Ok, tuyệt. Làm trận thứ tư nè. Rút kinh nghiệm con Hatterene này nha. Rồi, bên đối thủ đang mang theo Glade, Metacross, Gudra vùng Hisui. Trong đây thì tôi nghĩ tôi sẽ dẫn đem theo Vivillon để ru ngủ nè. Xong Heracross, con hệ giác đấu với lại con hệ lửa để khắc chế tụi hệ thép bên kia. Con Volcarona, tôi nghĩ trong đây tôi sẽ để con Volcarona Terran hệ đất để mà khắc chế lại con Garganacle. Tôi không biết là tôi có nên mang theo con Raquinix hay không, vì rất có thể con Glade bên kia là đứa sẽ up trick room. Nhưng mà nếu mang theo Raquinix thì sẽ gặp con Gastrodon. Gastrodon sẽ hút tất cả chiêu hệ nước của mình về phía nó hết. Cũng hơi khó, cũng hơi khoai. Mà tôi cứ mang theo Raquinix để phòng trường hợp là có trick room đi. Mình sẽ tiêu chí là mình xử con Gastrodon trước, trước khi mình cho nó gặp con Raquinix. Và đúng là bên kia đang mang theo con Glade chung với lại con Gastrodon. Để làm gì nhỉ? Tôi sẽ ru ngủ con Glade, vì rất có thể nó sẽ set up trick room. Nào, làm gì đi nào. Sẽ ra rồi.
sẽ ra cho con Glay, họ sẽ ra cho con Glay. Để làm gì ta? Mình cũng đâu có chiêu nào khắc chế con Glay đâu. À, chắc sợ con Vivillon. Ừ, cũng đúng. Sleep powder, ok. Yeah. À, coi như là chiến thuật của mình cũng ui không sao, chúng ta có Focus Shot. Sống được một lượt thôi là cũng thấy là ngon lành rồi đó. Chỉ cần Vivillon sống một lượt thôi là quá ngon rồi. Chúng ta kích hoạt được Flame Up. Và giờ đây thì tôi nghĩ tôi sẽ rút Vivillon về nha. Hay tôi nên để con Vivillon lại ta. Tôi sẽ cho Araquanid ra sân nhưng mà không sử dụng chiêu hệ nước thì chắc cũng sẽ được. Dùng chiêu Leech Life thì chắc cũng được. Còn nhiệm vụ của Heracross là phải xử con Glay trước khi nó tỉnh dậy. Trời ơi, tôi sợ nó tỉnh quá. Nó tỉnh thì tôi đi luôn á. Nào, Glay mà tỉnh thì... Tiếc là... Con Heracross không có chiêu hệ... có chiêu lân nhưng mà chiêu hệ bỏ đó nó cũng... Hệ bỏ là hệ mà tấn công chán nhất luôn á. Nó bị khắc chế quá nhiều hệ luôn. Hãy xem đây. Yeah. Tôi đang tính Terra nhưng mà tôi muốn thử được sức mạnh thử của con Heracross. Nếu mà nó không Terra thì ngon rồi nha. Ngon nha. Ok. Không sao cả. Tôi nghĩ bên kia sẽ cho ra con Ursaluna. Đúng không? Cho Ursaluna ra là hợp lý lúc này. Vì con Gastrodon sẽ bảo kê được con Ursaluna. Nó sẽ không bị dính chiêu hệ nước. Không biết bên kia có cho Ursaluna mang theo không nữa. Mà tôi chắc team này là team sử dụng Trick Room giống lúc nãy rồi đó. Nhưng mà có điều là nó không sử dụng con Inidi. Con Inidi hơi khó chịu ha. Bây giờ thì sao? Tôi sẽ Leech Life. Xong tôi Gì thì tôi cũng nghĩ tôi nên dồn sức sát thương vô con Gastrodon. Tôi không biết là con Gastrodon này nó có Protect hay không. Nó có Protect thì cũng hơi mệt. Mà thôi mình, Terra nè. Terra xong rồi, dứt điểm con Gastrodon nè. Tôi hy vọng là dứt điểm được nó, con đó sinh lực nó cũng hơi cao. Vô! Tuyệt. Sao mấy đứa này mang toàn chiêu mà khắc chế hệ của mình không vậy trời? Sao mình chơi chiêu team full hệ gì là gặp team có chiêu khắc chế hệ đó không vậy? Hên nha. Hên là mình sẽ ra rồi đó. Lúc nãy mình phán đoán chậm một chút là đi rồi. Ok, Ursaluna. Không, hình như hai đứa này không có đứa nào sẽ up được Trick Room hết cho nên là không sợ nữa. Vì tôi nghĩ tôi sẽ xử con Gudra bằng chiêu Brick Break. Con này thì cũng khá là cứng nhờ, đúng không? Nó cũng hơi cứng cho nên là tôi hy vọng là Heracross sẽ xử được. Nếu mà không xử kịp thì chắc con Ursaluna sẽ xử con Heracross trước. Xong hệ rồng thép của con Gudra nó cũng hơi mạnh cho nên là tôi hy vọng là con Heracross xử được nó trước. Để dành con Gudra lại cho mấy đứa kia xử sao cũng được đi. Ghê vậy. Rồi Heracross tỉnh quá vậy. Không sao. Được rồi Heracross, mày quá đỉnh rồi. Bây giờ con Ursaluna không còn là vấn đề nữa. Bởi vì chúng ta đã có Araquanid với trang bị Assault Vest. Còn lâu có Araquanid mới sợ. Yeah. Được. Yeah, chúng ta sẽ cho Vivillon ra sân. Rồi run ngủ con Ursaluna. Thế là chúng ta sẽ thắng được này. Ê, tính ra cái team hệ bọ này là cái team mà tôi có cảm giác là tôi sẽ giành rất là nhiều chiến thắng với nó luôn á.
là cái team mà tôi cảm thấy an toàn nhất. Ừ, thiệt. Lúc mới build thì thấy nó hơi mỏng, nhưng mà build xong rồi thì lại thấy nó cũng khá là ngon ấy chứ. Yo. Yeah. Và thế là chúng ta đã giành chiến thắng. Nhưng mà chúng ta sẽ rút kinh nghiệm về con Hatterene nha. Và thế là đánh răng tuần này đã kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng mỗi tuần tuần sau. Bye bye. Vẫn là team Phương Đại Bỏ nhé. Bye bye.